Cái gì vậy bà nội? Linh cũng không biết nữa, nhưng mà cảm giác như là mình mỗi ngày đều là một cái bất ngờ mới, nên đâm ra đến hôm nay thì mình vẫn đang đến hiện tại thì mình đang chờ đón một cái điều bất ngờ mới trong ngày hôm nay, và mình đang không biết là điều gì sẽ sắp tới sẽ xảy ra. Một điều đặc biệt là một chị con gái mới tên là Quyên, và gần giống với tên chị Quyên mà Linh rất là quý, và mình lại ở cùng phòng Linh nữa, nên là lần này thì Linh mong rằng là mình sẽ có một người bạn cùng phòng nice giống như là chị Quyên, và mình cảm thấy là chị cực kỳ là sexy, rất là đẹp. Đến hiện tại thì Linh chưa thực sự là chọn ai cả, cho nên là cơ hội là như nhau và chúng ta cũng nên cảm thấy ghen tình điều đó. Mình cảm thấy khá là mong chờ món ăn của Huy, không biết Huy nấu món gì, mình hiểu tiếng Huy nấu ăn sẽ có thể. Mình mong là bạn ấy sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà Linh rất là mong biết là Huy sẽ nấu món gì. Tại vì trong nhà chung thì rất là thân, nên là mình cũng mong chờ. Sự là nhìn cái này cái rất mong chờ, đúng là mình mong chờ nó không thể tệ hơn nữa. Lấy cái ta được rồi, mong chờ. Cái gì đó là. Có theo không nhất là người á. Ở đây là mấy cái ăn chủ đề. Có linh cảm trước là món ăn này là của Huy đúng không? Em linh cảm trước mà, tại vì lúc đó là nên là cái gì mà xấu nhất sẽ là Huy. Tại sao em không chọn món ăn này? Linh, tại sao em không chọn món này? Thank you.